Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh luôn bám sát vào nghị quyết Đại hội Phụ nữ để thực hiện các hoạt động phong trào và thực hiện tốt khâu đột phá, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội và tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã kết nạp mới gần 13.000 hội viên, trong đó có 650 hội viên danh dự. Qua nửa nhiệm kỳ đã có 7 trên 8 chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đạt và vượt so với kế hoạch phân kỳ. Nhân dịp sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ, 19 tập thể, 30 cá nhân được nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vì đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện công tác hội và phong trào phụ nữ.